Ấn tượng nhất của FUV đó là lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm của cái mô hình giáo dục. Thực ra thì ở Việt Nam có rất nhiều các mô hình giáo dục, các trường đại học cũng đã nói là họ sẽ lấy học sinh làm trung tâm. Như vậy thực tế triển khai thì rất là khó để mà họ làm được điều đó. Thì qua những cái trình bày của anh giám đốc học thuật thì tôi thấy là FUV thực sự muốn lấy học sinh làm trung tâm và cũng như có những cái cách để mà thực sự khuyến khích được tất cả các học sinh phát huy được cái năng lực cũng như khả năng của họ. Thì theo tôi thì với những cái định hướng như vậy thì đó thực sự là một bước tiến mà có thể nói là rất là tốt cho nền giáo dục đại học Việt Nam nếu như FUV hoạt động và được hiệu quả. Tôi ấn tượng nhất trong cái phần trình bày ở đây đó là về cái năm học kiến tạo. Tức là sẽ không có chuyên ngành trước, cũng không có chương trình trước, mà cái này nó sẽ có một số sinh viên được lựa chọn cùng với giáo viên để cùng kiến tạo nên một cái chương trình học mà làm sao có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người học một cách tốt nhất. Thì tôi chưa từng thấy cái cách làm này ở bất kỳ đâu cả. Cho nên là tôi cũng rất là hào hứng với cách đó. Về triết lý và phương pháp như mô hình giáo dục của FPV làm cho tôi liên tưởng đến những câu hỏi, những trăn trở, những suy nghĩ của mình về cách thức, phương pháp và mục tiêu dạy con. Phải chăng là mình dạy con theo những môn học ở trên trường, môn toán, môn lý hay môn văn? Hay là phải thay đổi, nghĩa là ngoài những cái đấy thì mình tập trung hướng dẫn cho con về kỹ năng sống, về phương pháp tiếp cận, phương pháp suy nghĩ, phương pháp tư duy với những vấn đề mà trong cuộc sống con có thể gặp phải, con có thể đối mặt. Tôi khá ấn tượng với cái câu nói của chị Đàm Bích Thủy, nói rằng là Fulbright Việt Nam sẽ đem đến một cái cách làm giáo dục hoàn toàn khác. Và khi tôi trao đổi với các thành viên của trường thì tôi thấy rằng là trong khâu tuyển chọn hồ sơ thì các bạn rất là chú ý đến cá nhân, xem xét đánh giá những tình trạng về tài chính, tình trạng về học vấn và các yếu tố cá nhân khác của từng thí sinh. Khâu tuyển chọn đó tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách hướng tới cá nhân và khích lệ động viên con người khi vào ngưỡng của đại học. Sẽ thành công bởi vì họ ở đó, nó làm cho một con người một cách hoàn thiện. Chúng ta không bao giờ có thể hoàn thiện như nói thế, nhưng một người tổng hòa tất cả những điều tốt đẹp nhất. Anh ta hiểu biết khoa học, anh ta hiểu biết về nhân loại, anh ta hiểu biết về những vấn đề của môi trường, của thời tiết, anh ta hiểu biết về vấn đề của thiên nhiên và anh ta hiểu biết về vấn đề của con người. Thì tôi cho điều đó bởi vì như cách đó anh ta không bị áp lực, anh ta ở đó được đặt lên một vị trí rất quan trọng, rằng anh ta phải sáng tạo ra một điều gì đó cho cái thế giới này, chứ không phải anh ta học điều gì đó để kiếm một công ty chấp nhận và kiếm một vài đồng lương. Điều này phải thay đổi rất lớn thì mới thể thay đổi. Cái cách làm như vậy của FUV nó có thể nó sẽ gắn kết hơn với cái nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Rõ ràng là bây giờ thì thị trường lao động, các sản phẩm các trường đại học sản xuất ra nó rất là nhiều, rất là đa dạng, nhưng chủ yếu là gắn với những ngành
khoa học cụ thể, ngành khoa học cơ bản, ngành khoa học xã hội, và nó đã thành mô típ rồi. Nhưng rõ ràng giữa những khe hở, giữa những khoảng trống mà chưa được lấp đầy giữa các ngành đấy, với tính chất là tổng quát, với tính chất là cần phải có sự các phương pháp làm việc mang tính chất đa ngành ấy, thì có vẻ như cái phương pháp và triết lý của MVP nó thể đáp ứng được câu chuyện đấy, đáp ứng được cái kỹ năng, cái phương pháp tiếp cận đa ngành, cung cấp được cho sinh viên cái công cụ như vậy để sau này khi mà ra đời có thể tiếp cận và hỗ trợ và có thể tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, của doanh nghiệp, của cái chủ lao động mà cái sinh viên đấy sẽ làm, sẽ phục vụ. Cái tinh thần giáo dục mà Fulbright hướng tới là giáo dục cái tinh thần phản biện, tạo cái môi trường để các bạn tương tác và trao đổi lẫn nhau. Cái này thực sự nó là một yếu tố rất khác biệt và nó sẽ tạo ra cái ý nghĩa, tạo nên một con người trưởng thành. Cái mà cái nền giáo dục của chúng ta dường như là còn thiếu, thiếu cái tạo nên con người trưởng thành về sau này. Tôi nghĩ ở trong cái thế giới mà đang thay đổi rất là nhanh hiện tại, đặc biệt là trong môi trường Internet, môi trường mạng xã hội, cũng như môi trường khi mà Việt Nam thực sự hội nhập rất là nhanh với thế giới bên ngoài, thì việc mà chúng ta kết nối cái kiến thức và thay đổi kiến thức theo cái môi trường rất là quan trọng, thì nó sẽ là một cái bước đi hết sức là quan trọng để mà thay đổi cái suy nghĩ, cái cách học của không chỉ của sinh viên Việt Nam mà cũng như của cha mẹ học sinh. Đặc biệt là khi chúng ta biết là chúng ta sống trong một cái nền văn hóa bị ảnh hưởng khá là nặng bởi tư tưởng Khổng Tử, và chúng ta sẽ chỉ học theo thầy giáo thôi. Thì việc mà chúng ta thay đổi theo hướng học, theo adapt change, thay đổi theo cái môi trường, thay đổi theo thực tế, thì nó tạo cho học sinh cái tính năng động và khả năng thích ứng được môi trường bên ngoài thay đổi rất là nhanh. Và khi mà chúng ta biết được cái cách học như vậy thì nó sẽ rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗi thời và sẽ tạo ra nhiều cơ hội để cho sinh viên tốt nghiệp sau này có thể là thích ứng với cuộc sống, thích ứng với cả công việc, thích ứng với những biến đổi xã hội dễ dàng hơn so với cách học cũ. Giáo dục đại học trên toàn thế giới bây giờ đang khủng hoảng, không chỉ riêng ở mỗi Việt Nam. Và có thể nói rằng là cái mô hình giáo dục truyền thống ở trong bốn bức tường và một số kỳ trải nghiệm bên ngoài có vẻ cũng đang là rất nhiều khó khăn. Ngay cả những đại học lớn như là Oxford, Cambridge hay là Harvard thì cũng có những cái băn khoăn về cái bước đường sắp tới của họ. Vì thế cho nên là cái việc mà đẩy sinh viên học vào thẳng trong thực tế thì là một cái cách làm mới và đáng hoan nghênh, với những cái sự mà giảng dạy mới như kiểu cái mô hình đại học online của bên Ấn Độ chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhìn, và nó rất thành công nữa, thì nó sẽ cho thấy rằng là nó là một cái thách thức lớn cho bất kỳ một trường đại học nào. Và nếu như chúng ta không kịp thời thay đổi thì có thể là chúng ta sẽ gặp gai go. Cho nên là cách làm mới của FUV sẽ là một cách làm mà chắc chắn cũng có nhiều vấn đề phức tạp, bởi vì nó đòi hỏi sự thay đổi trước tiên là ở phía người thầy. Và người thầy chắc chắn là chưa được học cái đấy, thì bây giờ lần đầu tiên người ta áp dụng những cái đấy, chúng ta cũng không biết rằng là người ta sẽ áp dụng được thành công đến đâu. Bởi vì một cách làm có thể là hay, những cái người sử dụng của nó mới là quan trọng. Thì chúng ta sẽ chờ xem là kết quả sắp tới nó sẽ như thế nào. Điều tôi mong muốn không phải là những sinh viên của FUV có thể có những kiến thức chuyên sâu hơn so với sinh viên các trường khác, mà cái khả năng thích ứng với môi trường của cuộc sống sau đó khi mà họ ra trường, họ bắt đầu làm việc. Thì tôi rất là hy vọng là Đại học Fulbright Việt Nam sẽ khởi dựng và xây đắp được cái văn hóa này, cái giá trị này để lan tỏa tới giáo dục đại học